Tuần qua, Đảng ủy Than Quảng Ninh tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện nghị quyết số 16 ngày 9 tháng 5 năm 2019 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh và các văn bản chỉ đạo của tỉnh ủy Quảng Ninh về quản lý tài nguyên than khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Vũ Anh Tuấn, ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, bí thư Đảng ủy Than Quảng Ninh, phó tổng giám đốc tập đoàn chủ trì hội nghị. Trong 5 năm triển khai thực hiện nghị quyết 16 của tỉnh ủy Quảng Ninh, Đảng ủy Than Quảng Ninh đã ban hành kế hoạch chương trình hành động, đồng thời chỉ đạo cấp ủy các cơ sở trực thuộc thực hiện các nhiệm vụ giải pháp quản lý tài nguyên khoáng sản phù hợp với đặc điểm tình hình của đơn vị. Các chi đảng bộ trực thuộc đã ban hành trên 1.000 văn bản để cụ thể hóa các văn bản lãnh đạo chỉ đạo của tỉnh ủy Quảng Ninh, Đảng ủy Than Quảng Ninh và Đảng ủy TKV. Triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Vũ Anh Tuấn, ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, bí thư Đảng ủy Than Quảng Ninh, Phó Tổng giám đốc tập đoàn đề nghị đẩy mạnh tuyên truyền, chú trọng nâng cao ý thức trách nhiệm của người đứng đầu trong quản lý tài nguyên than khoáng sản, thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện các nghị quyết, văn bản chỉ đạo của tỉnh ủy, Đảng ủy Than và Đảng ủy TKV. Bên cạnh đó cần tiếp tục phối hợp với Đảng ủy TKV tập trung xử lý dứt điểm các điểm nóng trong quản lý, củng cố xây dựng lực lượng bảo vệ, đầu tư thiết bị công nghệ, đảm bảo thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ tài nguyên danh giới mỏ